lịch ngày tốt, xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi thứ hai ngày 22 tháng 3 năm 2021 của 12 con giáp. Xem tử vi hàng ngày dự báo, hôm nay 4 con giáp số đỏ dễ trúng lớn trong ngày thứ hai này sẽ là con giáp tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Ngọ và tuổi Thân. Để biết may mắn của bạn ra sao, mời các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 22 tháng 3 năm 2021 của 12 con giáp chi tiết từng tuổi ngày sau đây. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi hàng ngày, thiên tài chiếu cố mang đến nhiều may mắn trên con đường tài lộc cho người tuổi Tý. Bản mệnh có thể phát tài nhanh chóng nhờ nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức lao động suốt bấy lâu. Một số người có cơ may phát tài nhờ vào những trò may rủi. Tuy nhiên, khoản tiền từ trên trời rơi xuống sẽ không giúp bạn duy trì sự khá giả được lâu. Bạn cần học cách làm giàu dựa trên chính công sức của mình. Thủy khắc hòa cho thấy mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà không được như ý muốn bởi hai bên thường xuyên có những ý kiến trái ngược nhau. Đôi bên nếu học cách lắng nghe người khác, không nên cứng nhắc theo quan điểm của mình. Tử vi tuổi Giáp Tý, kim nhận được tiền lương từ nghề tay trái. Tử vi tuổi Bính Tý, thủy có thể phát tài nhờ các trò may rủi. Tử vi tuổi Mậu Tý, hỏa cố gắng làm giàu nhờ vào công sức của chính mình. Tử vi tuổi Canh Tý, thổ khăng khăng làm theo ý mình dễ vướng phải rắc rối. Tử vi tuổi Nhâm Tý, mộc vợ chồng bất đồng quan điểm với nhau. Con số may mắn 2, 4, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, trắng, xanh da trời, quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Thìn. Tử vi tuổi Sửu, xem tử vi hôm nay, tỷ kiên giáng họa, người tuổi Sửu cần phải chuẩn bị tinh thần đối diện với những tình huống rất xấu, ví dụ như bạn bè, đồng nghiệp, thân thiết, trở mặt với nhau. Hãy giữ vững lý trí để có thể đưa ra cách giải quyết vấn đề xác đáng nhất. Thêm vào đó, bạn cũng không nên vội vàng tin theo lời xúi dục của người ngoài. Trước khi tin chắc vào một vấn đề, bạn cần phải dành thời gian để kiểm chứng thông tin một cách rõ ràng, tránh để riêng mình rơi vào trong. May mắn, hỏa sinh thổ cho thấy người tuổi này rất hòa hợp với nửa kia của mình. Để giải tỏa căng thẳng và áp lực, bạn nên tâm sự và thảo luận cùng người ấy. Hai người cùng tìm cách đối diện vấn đề với nhau. Tử vi tuổi Ất Sửu, kim chuẩn bị tinh thần đối mặt với các tình huống xấu. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thủy bạn bè người thân thiết trở mặt với nhau. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, hỏa không nên nghe theo lời xúi dục của kẻ xấu. Tử vi tuổi Tân Sửu, thổ kiểm chứng thông tin trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Quý Sửu, mộc tin tưởng vào nửa kia của mình. Con số may mắn 1, 8, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường vàng, ghi quý nhân phù trợ Tý, Tỵ, Dậu. Tử vi tuổi Dần, xem lịch ngày tốt, trong ngày phạm cục diện tương hình, người tuổi Dần sẽ phải gánh vác nhiều công việc nặng nhọc. Bạn nên giữ tinh thần lạc quan, tích cực để có thể giải quyết mọi việc nhanh chóng hơn, chớ nên phụ thuộc hay đùn đẩy cho người khác. Đặc biệt, dù công việc có nhiều đến mấy thì bạn cũng chớ nên sốt ruột, làm việc cầu thả cho xong. Bởi nếu không cẩn thận, bạn sẽ dễ mắc sai sót và tốn thêm nhiều thời gian để khắc phục. Hôm nay là ngày mùng 10 âm lịch, theo Hải Tượng Lan Ông, ngày nay nhân thần ở phía trong thắt lưng trên, cạnh trong khớp cổ chân, mù bàn chân, nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ và châm trích tại vị trí này. Tử vi tuổi Giáp Dần, thủy gánh vác nhiều công việc nặng nhọc. Tử vi tuổi Bình Dần, hỏa không nhận được sự giúp đỡ của người khác. Tử vi tuổi Mậu Dần, thổ không nên làm việc một cách nhanh chóng và cầu thả. Tử vi tuổi Canh Dần, mộc có cái nhìn lạc quan về tương lai, đừng bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Tử vi tuổi Nhâm Dần, kim không nên ngại khó khăn, gian khổ. Con số may mắn 5, 7, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, xanh da trời, xanh lá cây, quý nhân phù trợ, Ngọ, Mão, Tuất. Tử vi tuổi Mão, mộc sinh hỏa chứng tỏ mối quan hệ giữa người tuổi Mão và gia đình rất hòa hợp. Các thành viên trong nhà luôn tôn trọng ý kiến và bình tĩnh thảo luận mọi việc với nhau, cho dù là khi có quan điểm bất đồng. Nửa kia của bạn là người rất thấu hiểu và tâm lý. Nhiều khi người ấy có thể
đoán được suy nghĩ và cảm nhận của bạn mà không cần bạn phải cất lời. Hãy trân trọng tình cảm mà hai người đang có và luôn nhớ vun đắp mỗi ngày. Tuy nhiên, thiên quan ảnh hưởng khiến cho bản mệnh dễ vướng vào chuyện mâu thuẫn, thị phi với cấp trên. Bạn thường khăng khăng làm theo ý mình, bỏ ngoài tai lời góp ý, hướng dẫn của lãnh đạo. Bạn không nên tiếp tục giữ cái tính ương bướng như vậy nữa. Sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến con đường tiến thân của mình. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, các thành viên trong gia đình hòa hợp, quan tâm đến nhau. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hòa, nửa kia thấu hiểu và tâm lý, vợ chồng đồng lòng. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, biết trân trọng tình cảm mà mình đang có. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, dễ vướng vào mâu thuẫn, bất đồng với cấp trên. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, khăng khăng, làm theo ý mình, bỏ ngoài tai lời người khác. Con số may mắn 1, 4, giờ tốt, 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, xanh rêu, xanh lá cây, quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. Tử vi tuổi Thìn. Xem tử vi hôm nay, kiếp tài chiếu mệnh, người tuổi Thìn luôn kiên định về ý kiến của mình, cho dù có bị phản đối thế nào đi chăng nữa. Tuy nhiên, bạn đừng trở thành một người cứng đầu, bảo thủ mà không chịu thay đổi. Nhiều khi việc bảo vệ ý kiến của bản thân, bất chấp đúng sai, sẽ khiến bạn vướng phải những rắc rối không đáng có. Hãy thử quan sát vấn đề dưới một góc độ khác, bạn sẽ tìm ra nhiều phương pháp giải quyết hợp lý hơn. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực mãn là ngày tốt để cầu tài, cầu phúc và tế tự. Nếu đã lên kế hoạch thực hiện những công việc như vậy thì bạn nên bắt tay vào làm ngay, chớ nên chần chừ do dự để lỡ mất cơ hội tốt đẹp. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hòa, không chịu tiếp thu ý kiến của người khác. Tử vi tuổi Bình Thìn, Thổ, hay thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, cứng đầu, bất chấp đúng sai, bảo vệ quan điểm. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, cởi mở hơn khi tiếp thu ý kiến của mọi người. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, sắp xếp công việc để tiến hành sao cho hợp lý hơn. Con số may mắn 1, 8, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường nâu, xám, quý nhân phù trợ. Tí, Thân, Tỵ. Tử vi tuổi Tỵ. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, chính ấn bàn phúc, người tuổi Tỵ có cơ hội thể hiện điểm mạnh của mình trong các công việc có liên quan đến học tập, nghiên cứu. Vốn kiến thức rộng rãi và phong phú của bạn khiến cho mọi người xung quanh ai cũng khâm phục. Bạn không nên dễ dàng hài lòng với những gì mình có được, bởi như vậy bạn sẽ mãi dậm chân tại chỗ và khó có thể tiến bộ được. Đừng lười biếng tạo cơ hội cho kẻ khác vượt qua mình. Hỏa vượng nhắc nhở con giáp chớ nên giữ những cảm xúc tiêu cực ở trong lòng. Nếu có việc gì gây khó chịu, bạn nên tâm sự với những người đáng tin cậy xung quanh để có phương hướng tháo gỡ hoặc được giải tỏa phần nào. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hòa, thể hiện được điểm mạnh của mình. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, không nên dễ dàng bằng lòng với thực tại. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, không nên giữ những suy nghĩ tiêu cực trong lòng. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, hãy cư xử một cách hợp lý hơn. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, không nên nóng nảy khi mọi chuyện không hài lòng. Con số may mắn 3, 9, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường đỏ, tím, quý nhân phù trợ, Sửu, Ngọ, Dậu. Tử vi tuổi Ngọ. Xem tử vi phương Đông, nhờ có tam hội nâng đỡ, công việc của người tuổi Ngọ tiến triển vô cùng thuận lợi. Bạn chỉ cần hết mình vì công việc thì sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra, thậm chí là vượt xa mong đợi. Các mối quan hệ xã giao của con giáp này cũng phát triển hài hòa. Càng may mắn hơn nữa, bạn có cơ hội gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Quý nhân sẽ giúp cho bạn định hướng tương lai hoặc giải quyết những khúc mắc ở hiện tại. Nếu có việc cần phải xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng Đông Bắc để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Nam để gặp Tài Thần. Hai hướng đi này sẽ giúp cho công việc của bạn thêm nhiều điều thuận lợi. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, thực hiện mọi việc theo đúng kế hoạch. Tử vi tuổi Bình Ngọ, Thủy, nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hòa, mạnh dạn trao đổi ý kiến với người khác. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, công việc phát triển thuận lợi, có cơ hội gặp gỡ được quý nhân. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, làm việc hết mình sẽ thu được kết quả xứng đáng. Con số may mắn 4,
7. Giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường: da cam, hồng, quý nhân phù trợ, dần, tuất, hợi. Tử vi tuổi Mùi. Xem bói tử vi, hỏa sinh thổ, người tuổi Mùi còn độc thân trở nên cực kỳ đào hoa trong ngày hôm nay. Những mặt tính cách nổi bật giúp bạn dễ dàng tạo được ấn tượng tốt với rất nhiều người khác phái. Người độc thân nên dành cơ hội cho những người thực lòng với mình. Những người đã lập gia đình cũng sẽ có một ngày rất bình yên. Sự quan tâm và thấu hiểu của nửa kia khiến bạn luôn tin tưởng tâm sự với người ấy mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống. Gia đình chính là nguồn động lực để bạn cố gắng mỗi ngày. Thiên kiên mang lại cho bạn lòng dũng cảm để bắt tay vào làm mọi việc cho dù không được mọi người xung quanh ủng hộ. Nếu bạn tin chắc đó là điều đúng đắn nên làm thì hãy quyết tâm thực hiện, rồi bạn sẽ nhận được kết quả xứng đáng. Tử vi tuổi Ất Mùi. Kim tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác giới. Tử vi tuổi Đinh Mùi. Thủy có cơ hội tìm được nửa kia, quan sát kỹ trước khi quyết định. Tử vi tuổi Kỷ Mùi. Hỏa nhận được kết quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Tử vi tuổi Tân Mùi. Thổ hãy tự tin, bắt tay và thực hiện kế hoạch. Tử vi tuổi Quý Mùi. Mộc vợ chồng đồng lòng khắc phục khó khăn. Con số may mắn: 7, 8. Giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường: nâu, vàng, quý nhân phù trợ, hợi, mão, dậu. Tử vi tuổi Thân. Xem tử vi hàng ngày, dưới tác động của nhị hợp, người tuổi Thân vốn có tính cách cởi mở và tư tưởng phóng khoáng lại càng được dịp phát huy điểm mạnh của mình. Lại thêm việc là có giáp được thần Phật che chở, bạn làm việc gì cũng sẽ thuận lợi và trôi chảy. Trong cuộc sống, bạn luôn hăng hái giúp đỡ tất cả mọi người, song không phải ai cũng biết ơn và báo đáp lòng tốt của bạn. Thậm chí những kẻ tiểu nhân còn sẵn sàng nhân cơ hội để tổn hại đến bạn nữa. Vì vậy, bạn nên có lòng đề phòng với mọi người. Hỏa khắc kim, mệnh chủ dễ khắc khẩu với nửa kia vì những quan điểm bất đồng trong cuộc sống. Khi cả hai người đều đang nóng nảy thì tốt nhất bạn nên khéo léo tìm cách tạm dừng cuộc nói chuyện và tìm thời điểm thích hợp hơn để thảo luận lại. Tử vi tuổi Giáp Thân. Thủy có suy nghĩ cởi mở, phóng khoáng, dễ tiếp thu điều mới mẻ. Tử vi tuổi Bình Thân. Hỏa, công việc tiến triển thuận lợi. Tử vi tuổi Mậu Thân. Thổ, đề phòng kẻ tiểu nhân gây tổn hại đến bản thân. Tử vi tuổi Canh Thân. Mộc, không nên suy nghĩ quá bi quan dù gặp phải chuyện xui xẻo. Tử vi tuổi Nhâm Thân. Vợ chồng dễ mâu thuẫn, khắc khẩu với nhau. Con số may mắn: 4, 8. Giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: trắng, vàng, kim, quý nhân phù trợ, Tí, Thìn, Tỵ. Tử vi tuổi Dậu. Nhờ có tài hợp phù trợ, người tuổi Dậu dễ dàng thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình và nhận được sự tôn trọng của mọi người xung quanh. Bạn có thể trở thành người dẫn dắt giúp cho tập thể vượt qua được những khó khăn trước mắt. Tuy nhiên, bạn cũng cần chú ý thói quen nói năng cư xử quá mức thẳng thắn của mình. Dù là lãnh đạo thì khi phê bình cấp dưới, bản mệnh cũng nên sử dụng những từ ngữ uyển chuyển giúp người nghe dễ tiếp thu hơn. Hỏa khắc kim, mối quan hệ giữa bản mệnh và con cái không quá thuận hòa, có thể là vì bạn và con cái hoặc cha mẹ của mình vẫn chưa thực sự thấu hiểu nhau. Hãy dành thời gian để chuyện trò, giải tỏa khúc mắc, đồng thời học cách lắng nghe. Tử vi tuổi Ất Dậu. Thủy thể hiện được khả năng lãnh đạo để tập thể đi tới thành công. Tử vi tuổi Đinh Dậu. Hỏa chinh phục được lòng tin của mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Dậu. Thổ chú ý cách sử dụng từ ngữ, không nên tổn thương người nghe. Tử vi tuổi Tân Dậu. Mộc, người nhà chưa thực sự thấu hiểu, quan hệ đôi bên không thuận hòa. Tử vi tuổi Quý Dậu. Kim tìm cách hóa giải những bất mãn trong lòng. Con số may mắn: 4, 2. Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường: bạch kim, vàng, quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Tỵ. Tử vi tuổi Tuất. Xem tử vi hàng ngày, hỏa sinh thổ, mối quan hệ giữa người tuổi Tuất và người lớn trong nhà rất thuận hòa. Bản mệnh luôn tôn trọng ý kiến của những người đi trước và sửa mình để hoàn thiện hơn. Với nửa kia, bạn là một người vợ, người chồng có trách nhiệm. Dù có làm vất vả khi về nhà thì bạn cũng luôn chủ động giúp đỡ nửa kia của mình trong các công việc, gia đình. Nhờ vậy mà vợ chồng bạn luôn thuận hòa, yêu thương nhau hơn. Đáng tiếc,
Kiếp tài báo hiệu bạn có thể vướng phải những rắc rối bất ngờ liên quan đến bạn bè, đồng nghiệp. Hãy cẩn thận hơn trong cách nói năng, hành xử của mình, đừng để mối quan hệ bị tổn hại bởi những điều nhỏ nhặt. Tử vi tuổi Giáp Tuất, hòa, tôn trọng ý kiến của cha mẹ và những người đi trước. Tử vi tuổi Bình Tuất, thổ, là người vợ, người chồng có trách nhiệm. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mộc, quan tâm, chăm lo đến các thành viên trong gia đình. Tử vi tuổi Canh Tuất, kim, mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thủy, hãy cẩn trọng trong cách nói năng, hành xử. Con số may mắn 1, 6, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, xám, cà phê, quý nhân phù trợ, dần, ngọ, hợi. Tử vi tuổi Hợi, dưới tác động xấu của tương xung, người tuổi Hợi thích thể hiện quan điểm của bản thân nhưng lại không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp với mình. Bạn đang múa rìu qua mắt thợ và có thể tự đẩy mình vào những tình huống khó xử. Người trẻ tuổi, dù có tham vọng muốn chứng minh bản thân thì trước hết bạn vẫn cần phải có một khoảng thời gian dài cố gắng chứ không nên vội vàng muốn thấy ngay kết quả. Hãy lập cho mình một kế hoạch với đích đến cụ thể và cố gắng không bỏ cuộc giữa chừng. Thủy khắc họa, bạn và nửa kia chẳng được như ý muốn trong ngày hôm nay, bạn cảm thấy bất mãn vì nửa kia không hiểu được ý của mình. Nhưng vấn đề có thể nằm ở việc bạn chưa truyền đạt được mọi mong muốn đó thật rõ ràng mà thôi. Tử vi tuổi Ất Hợi, hòa, thích thể hiện quan điểm của bản thân. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, chú ý hoàn cảnh, đối tượng giao tiếp. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, không nên ôm đồm quá nhiều việc. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, không nên giấu mọi chuyện trong lòng. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, thành công không đến một cách nhanh chóng. Con số may mắn 5, 3, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường đen, trắng, quý nhân phù trợ Mão, Mùi, Tý. Đánh giá tử vi thứ hai ngày 22 tháng 3 năm 2021 của 12 con giáp, tuổi nào sẽ gặp được nhiều điều như ý trong ngày hôm nay? Đó có thể là các tuổi Tỵ hay tuổi Ngọ. Tuổi nào vướng phải nhiều rắc rối nhất? Đó có thể là tuổi Dần hay tuổi Hợi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.